chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lại cái ngã ba 8000 để cập nhật cái tình hình chiếc ghe xi măng chìm để gửi đến những anh em xà lan và những anh em đi ghe tàu đi ngang cái khu vực này. Thì hiện tại là cái nơi này thì xà lan hiện tại thì cái nơi này chiếc ghe xi măng thì nó vẫn còn nằm yên bên dưới nha các bạn. Thì hôm nay đã là cái ngày thứ tư, thì đây thì nó nằm trên tuyến đường Hà Tiên nối liền Gạch Giá và Chi Tôn An Giang. Đây là cái phía đằng này thì phía về bên Hà Tiên Kiên Lương là hướng này nha, Kiên Lương Hà Tiên. Thì cũng như mình nói là đây là cái hướng về ở Chi Tôn An Giang, còn đây là cái hướng về Gạch Giá. Thì anh em xà lan đi, nếu mà có đi cái tuyến đường này thì hãy hết sức lưu ý nha. Đó là cái ngày thứ tư rồi nhưng mà vẫn chưa có một cái động thái gì mà gọi là lên hết, chỉ thấy là lá cờ nó mọc nhiều thêm thôi các bạn. Thì cái mùa này á, cái chỗ này nước nó chảy đạp rất là mạnh, cho nên là anh em đi qua đây phải hết sức lưu ý nha, đặc biệt và là cái lúc ban đêm. Thì ban đêm ở đây thì không có mấy anh, thì theo mình được biết là chắc là không có ai canh gác ở đây đâu. Khi ban ngày thì có anh công an với lại là mấy anh điều tiết thì cũng có thể tới lui để mà xem xét cái tình hình ngã ba để cho tàu thuyền đi qua. Thì hôm nay các bạn đã xem cái video của mình toàn bộ quá trình á, thì cái nguyên nhân là chiếc xà lan đụng chiếc ghe xi măng chìm ha. Thì cái chiếc ghe xi măng thì nó đang đi ở hướng Kiên Lương, đang đi hướng Kiên Lương đi về đây. Còn cái chiếc xà lan thì ở trên hướng Chi Tôn đi xuống. Thì anh xà lan thì anh bo cua không may thì ảnh dính vô cái chiếc ghe xi măng. Thì chiếc ghe xi măng bên dưới là 86 tấn, 1.720 bao. Thì bây giờ thì chiếc xà lan mà đụng thì mình thấy nó đi rồi. Đi là chắc là theo mình nghĩ là chắc là cũng giải thỏa, giống như là chắc là xong xuôi hết cái gì hay như thế nào đó thì mới đi ha, chứ không phải mãi. Thì theo mình được biết là như vậy. Thì hiện tại thì mấy anh thợ lặn bên dưới là ảnh đang lặn để đem bớt một phần xi măng ra rồi tiếp tục cho chiếc ghe sát vô phía bên đây đó, sát vô cái hàng cột này nè, để cho tàu thuyền qua lại cho nó thoáng hơn. Để không thôi nếu mà nằm giữa sông cứ này hoài, mấy anh em đi ban đêm thì nó nguy hiểm lắm các bạn. Không phải nói ban đêm chứ ban ngày cũng phải nói ớn nữa chứ không phải là ban đêm. Tại vì tính từ cái cờ này đi vô tới ở trong mé trong này thì nó hết nửa con sông bà nó rồi, mà bên kia thì cũng hết nửa con sông rồi. Cho nên là anh em cập nhật cái tình hình là khi mà mình trục vớt xong thì mình cũng quay gửi đến cho mọi người xem để đi qua đây có một cái hướng an toàn hơn ha. Lưu ý nha, anh em đi xà lan từ phía An Giang đi về ôm về Hà Tiên Kiên Lương thì phải hết sức lưu ý, dắt bên đó là nước chảy xiết hơn mà cái cua lại bị hẹp hơn. Còn anh em ôm về cái cua đi về Gạch Giá thì nó thoáng hơn rất là nhiều, nước không có chảy. Đây các bạn, mỗi khi mà có một chiếc xà lan hướng từ ở trên An Giang xuống thì anh điều tiết giao thông, anh công an xã, anh cầm cờ anh phát lên. Rồi cái anh đội bên đội thợ lặn thì anh cầm dây dụi anh giật cho mấy anh thợ lặn đi lên đó. Còn bên đây là một chiếc xà lan hướng đi từ ở trên An Giang xuống đây, cho nên mọi người hãy quan sát chú ý cái cách của anh xà lan bên kia anh chạy đó. Thứ nhất là phải ôm cua sát dắt bên kia vô để cho nó thật là an toàn nha, tại vì ở đây là nước nó đạp với là gió ở trên nó thổi xuống. Anh em lưu ý ha, cái hướng ở trên này đi xuống là nó cực kỳ nguy hiểm nha, nhất là mấy anh tàu nổi, còn tàu cẩm thì không đến nổi đâu đó, phải ôm sát điên bên kia vậy đó. Thì cách đây đó là ngày thứ ba làm cái có không may có chiếc xà lan ở trên cũng bo cua kia đó các bạn, mà anh lấy lái qua giữa sông quá rồi nó vớt vô cái đít nhà người dân họ phải bo cua vậy thì nó rất là an toàn. Đây chiếc này là hai cabin màu vàng đến từ An Giang, chiếc này độ khoảng chừng 800 tấn ha, 600 tấn gì đó, độ mình đoán thôi, cho nên anh em xem cái chỗ nào không vừa lòng hay là không chính xác thì thông cảm nha. Đó, thì bây giờ khi chiếc xà lan vừa qua thì anh thợ lặn sẽ tiếp tục lặn bên dưới. Tại vì mấy ảnh, mọi người biết sao không? Tại vì mấy ảnh sợ là cái trường hợp là bị hút nước, kiểu giống như đang lặn ở dưới á, cái hút xà lan hút nước vô á, hút trôi đi, cho nên là mấy ảnh rất là sợ. Đó, cho nên là có chiếc xà lan nào đi qua là mấy ảnh phải chào đầu ra liền cho nó chắc ăn nhất. Đó là tình hình mới nhất của cái chỗ ngã ba 8000 Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang. Cho nên anh em hãy mình khi có thông tin nào mà xong hết trơn thì mình sẽ gửi lên cho mọi người xem để anh em đi qua đây nó có một cái cách nhìn, một cái hiệu quả an toàn hơn.
Đó, thì bây giờ thì ngày thứ bữa nay là ngày thứ tư rồi các bạn, ngày thứ tư rồi ảnh lấy tiếp tục lấy xi măng ở dưới ra cho nó nhẹ, rồi đầu kéo ghe vô mé này nè, nó lấy đó kéo vô đây cho nó nằm sát vô trong cái mé chỗ ngón tay mình đây, rồi đầu tiếp tục sau đó mới làm định làm nổi chiếc ghe lên, chứ bây giờ mà ở ngoài đó thì anh em phải lặn rất là nguy hiểm và nó lâu. Đây thì xuất hiện một chiếc xà lan đi từ hướng ở Kiên Lương đi về. Đó thì anh em lưu ý nha, các bạn thấy không, khi mà có anh móc chiếc xà lan đi qua thì anh thợ lặn anh sẽ chui lên liền, là anh em lưu ý chỗ này nha. Nếu mà xà lan anh cẩm đi ngang đây là phải cái đầu phải đá lên trên kia thật là nhiều, tại hiện tại thì cái tình hình nước cái này bắt đầu nó hơi đạp mạnh mạnh rồi ha. Đó thì mình sẽ cập nhật cái tình hình liên tục để cho anh em có một cái cách đi nó chuẩn là nó an toàn. Đó, anh sẽ đá cái đầu là xích lên trên kia chút các bạn, để khi ra tới giữa đây nè, giữa đây là nước nó đạp xuống là vừa ha. Chứ ví dụ mà mình đi tới đây mình chạy xích bên đây nó đạp xuống cái là nó vô nó tạt qua dách bên đây liền. Đó, là tới đây là anh hạ ga được rồi. Rồi đằng kia thì đây là mình sẽ quay tất cả các hướng để cho mọi người xem như thế nào ha. Đây là một cái hồi nãy thì mình có quay một chiếc ở trên ôm xuống. Bây giờ thì mình cứ quay ở một thì chiếc này thì ở dưới hướng Kiên Lương đi về. Rồi đằng kia thì có một chiếc ở hướng Gạch Giá đi về. Đây khi có một tín hiệu thất thường thì anh công an xã anh phất cờ để cho thấy là xà lan kìa. Quyết liệt kìa. Đó, ở bên trong thì anh kia đang đi ra. Đó, anh phát cờ. Thì anh này ở trong hướng ở Chi Tôn về, cho nên là nó cực kỳ là nguy hiểm hết trơn. Mình nói thật luôn á, anh xà lan này là anh hướng Gạch Giá đi về nè. Thì cái anh Gạch Giá anh đi về Hà Tiên á, hay là về Kiên Lương gì đó thì nó rất là dễ chịu nha. Hay là ngược lại anh Kiên Lương đi về Gạch Giá thì nó cũng rất là dễ chịu. Chị này đẹp chứ ta. Rồi chị đi vô kêu rồi. Mà cái anh mà ở trên Chi Tôn á, Chi Tôn An Giang nha, anh em lưu ý anh ở Chi Tôn An Giang đi xuống là nó phải sát qua dách bên kia ha. Cho nên là tại vì anh ngặt cái cua á. Đây thì mấy cái chiếc tàu nổi thế này thì đi qua thì nó cũng rất là dễ ha. Đây là cũng là một cái hướng nó đi từ ở bên dưới Kiên Lương về Gạch Giá đi ghe chấu các bạn. Đây cho mọi người xem là cậu cả lái gió lãi nè, đó thấy chưa, cậu cả đó, cậu cả gia đình mà khá giả đó này, cậu cả gia đình mà khá giả đi gió lãi này nha. Ghê chưa, cậu cả giăng nắng nè, cái giò đen xì luôn như khúc chàm cháy luôn nè, tay kìa giò cẳng kìa, không quật mặt quần dài luôn đó, cậu cả đó nha các bạn. Đó, mấy cái hướng mà tàu ở bên dưới ở hướng đi về hướng này thì nó thoáng lắm, cậu cả gia đình mà khá giả đó. Cậu cả tao có nhiều năng khiếu chứ, cậu cả này chắc không biết sao giăng nắng là đen luôn á chứ. Cái đó là vỏ lãi đi xúc mực, đi câu mực vậy đó. Đây thì cho mọi người xem tiếp theo là một chiếc xà lan. Đó các bạn thấy chưa, khi mà có một chiếc xà lan ở đằng hướng khác đi về thì bắt đầu anh ngồi trên anh giật dây dụi ha, cho mấy anh thợ lặn ở dưới ngồi lên. Đây đằng kia thì xà lan không biết là đi thẳng hay như thế nào. Đây có một anh giao thông, quên anh điều tiết, anh quắt. Thì chị chủ thì lúc nào cũng phải đứng ở trước mũi nha, tại vì xem cái tình hình qua lại coi nó như thế nào để cho tài công ở trong chạy. Tội nghiệp cho mấy chị em nữ đi xà lan phải ngồi ngoài nắng, đứng ngoài nắng đủ thứ các bạn. Đó, phát tài đó. Không biết là chỉ đi thẳng hay là quẹo đây. Mọi người cùng xem nha. Qua ở sau còn chiếc quá bự. Xà lan này chắc là xà lan gia đình các bạn. Chị ấy phải đứng ngoài nắng như thế này đây, tội nghiệp cho mấy chị nữ. Không
không biết anh chảnh quẹo lên hay gì đó. À, anh quẹo lên đây, khi mà quẹo lên hướng 8000 thì phải ôm, cũng là ôm lái sát bên kia nha các bạn, tại chỗ này nó rất là hẹp, tối ra nguồn ngột rồi đó chưa. Đó, thấy chưa, rồi đạp mát xong âm luôn kìa, đạp quýu luôn thấy không, đạp chỉ ăn lái nha. Chị kia chỉ đi vô rồi, khi mà qua cô là chị mới vô nha, việc nhẹ luôn cao. Đó, các bạn thấy chị, mấy chị nữ đi xà lan không, vỏ xe mà chị đi kìa, nó thấy không. Bây giờ thì cho mọi người xem tiếp, sau đây là một chiếc thành thú nha. Mấy anh thợ lặn là cũng là rất là vất vả, là khi mà có một chiếc xà lan là anh được lên thở một cái vậy. Quá trời, xà lan kia anh thổi kèn dữ vậy chứ. Ghe chạy thì anh không có, anh không có ngồi lên, nhưng mà xà lan chạy là anh phải chui lên mới được, vì được nghỉ mệt. Bởi cho nên cái tình hình mà khi mà xà lan trục vớt cái chiếc ghe chìm này, nó lâu lắm, lâu cái chỗ đó các bạn. Khi mà xà lan qua lại dồn dập lắm, anh phải lặn, phải chịu khó, phải đi lên. Nó đằng kia, nó cái hướng mà ở Hà Tiên đi về. Quá bóp càng à, dữ rồi. Trời ơi. Cái ông vỏ lãi này ông đâu đây vậy? Ủa xà lan ta kìa, kìa. Ông đi bên nào trời? Ông giỡn mặt kìa. Rồi xà lan nó, xà lan người ta không thấy đường lái đó nghe ông ơi. Rồi quá rồi. Nằm. Quá vào nổi đạp mà chân dịch nó phớt phớt như các bạn. Đó, cho nên là anh em ơi phải lưu ý nha. Lưu ý là ôm bo cua sát vô nha. Tầm nhìn nó rất là bất. Rồi anh nạp quýu luôn nè. Rồi các bạn thấy cái lái chưa, thấy không, bởi mình nói y gan chưa đó. Rồi cái ông này mới tới nữa nè, kìa, trời. Thầy ơi phải nói thật sơn kìa, hai ông sát nhau luôn kìa, nguy hiểm mà, các bạn thấy dã man chưa đó. Cho nên là anh em đi qua đây thì cái tầm nhìn nó rất là hạn chế. Hai ông đi cái phải nói ớn ăn thì trên cái mùa này nó đổ nước, có đổ mà sát đít luôn. Ông kia mà nãy ông đạp thắng ấy, lộn, ông mà chạy chậm một cái, một là ông này ông tới liền hết chứ, giỡn đâu. Nó thì cái diện tích của lòng sông hiện tại thì các bạn á, mình đang quay giữa trung tâm giữa đây cho mọi người xem nè, thấy không nè, từ cây cờ này ha, từ cây cờ này qua bên kia thì nó bằng với cái diện tích là từ cây cờ đi vô trong mé bên đây đó. Cho nên là cái tình hình nó hẹp rất là nhiều nha. Mà ngược lại là ở dưới này cái cống Ba Hòn nó mở, cho nên là nước nó đạp hướng này rất là nhiều. Bây giờ thì ở trên có một chiếc xà lan bự nữa nè. Đây, anh này anh bắt tay bắt cờ nè. Bắt cờ, đằng kia có một chiếc ghe đang chuẩn bị đổ lại ha. Anh xà lan anh chạy anh bóp kèn miết luôn các bạn, chắc có lẽ là anh qua anh đi thẳng nha, chứ không quẹo cua. Chiếc này cũng bự á, bự thôi, nằm đâu khoảng 800 được á. Wow, 800 khoảng đó thôi nha, mình không chính xác gì mấy nha, tại mình đón mà. Wow, anh đạp quýu luôn, thối ra hai tiếng kèn, hai tiếng luôn chứ, hai ấy. Ồ, đặc biệt cái nữa là chị kia chỉ lái nó ghê chứ, nó ngầu quá. Quá trời. Đi quan sát chuẩn là bắt đầu là qua đây phải đạp quýu ra luôn nha. Đó, thằng kia thì cũng có một chiếc ghe chuyên năng đang đổ lại.
Rồi anh thợ lặn lại xuống bên dưới rồi các bạn. Ủa, ông xà lan nó chạy một cái vỏ gì nó vỗ ghê ha, cái nước đây anh thợ lặn chắc tới giờ cơm nữa hay sao rồi ngôi lên rồi nè. Phải có người canh mấy anh thợ lặn mới được nha. Đây là một chiếc xà lan ở hướng Chi Tô Mang Giang xuống đây các bạn. Nó phải đi giống như cái anh bên đó đó thì nó mới chuẩn nha. Phải anh phải ôm như vậy đó các bạn. Phải bò sát cua bên bên vách bên đó luôn. Tại vì nếu mà không kéo là nó rớt đít xuống là nguy hiểm lắm. Anh phải lấy sát vô, chẳng thà mình cho nó vô trong cái gao gác trong kia không đến nổi các bạn. Không sao, còn mà mình cho nó qua đây một cái là đổ nợ, cho nên là anh em phải hết sức lưu ý nha. Mình luôn cân nhắc anh em đi qua đây nó đi vậy là ngon lành đó, không sao. Tại vì cái chỗ này thì cũng như nói là nó chiếm hết là giữa sông, từ cái cờ bên kia giữa sông mà tàu bự ngang là quải hết chứ đó. Ôm như anh đó là kỹ thuật các bạn thấy chưa, ngon lành không có miếng khối luôn. Xin chúc mừng anh. Đây bây giờ thì có một chiếc ghe ở trong hướng Chi Tôn đổ xuống, thì ở đây cũng có anh điều tiết cho nên anh em đi ra tới cái ngã ba này thì cũng yên tâm đi. Ảnh lúc nào cũng cầm cờ phát hết trơn các bạn. Mà đi ở ban đêm là các bạn lưu ý nha, ban đêm là chỉ có đèn chớp thôi đó. Đó, ảnh phát cờ để cho bên kia ngừng lại cho xà lan ở hướng Hà Tiên đi về trên kia ga. Đặc biệt thì anh em lưu ý nha, cái hướng mà thì hiện tại thì mình đang có một người bạn đang cần thông tin là gửi đến để cho anh ấy đang chạy ra, thì cái tàu anh ấy là 1.000 tấn đang ở hướng ở Chi Tôn An Giang đổ xuống, thì canh khoảng mừng một khoảng chừng một lát nữa thôi là anh sẽ xuống, thì chút nữa thì sẽ gửi thông tin đến cho người bạn đó là phải ôm sát cái biên bên kia nha. Đó, hướng này nè, phải ôm vô sát vô cái chẳng thà mình cho nó vô cái bụi cỏ đó. Rồi anh này anh phát trời lắm rồi. Ê, tiếng tiếng. Kìa. Ông này cái trời, nguy hiểm dữ ta. Ông này ông ra luôn trời. Này các bạn coi nha. Ông ra luôn kìa. Anh xà lan kìa, quá trời anh bổ khối rồi. Đó, thì đại mình nói là cái khúc sông chỗ này nó đã hẹp hết là phân nửa rồi. Mà ông ghe ông ra. Ông ghe ông ra trời. Trời ơi, ông xà lan bổ khối kìa. Má ơi, thì ông ghe đó ông ẩu. Ổng là thật sự là ổng dở thiệt chứ, ổng tàu nổi mà bên đây người ta phát cờ mà ổng không chịu quan sát. Nguy hiểm chưa các bạn thấy chưa? Rồi đi ngay đây nè, cái đầu cái xà lan hút nước nè, các bạn coi nè, hút nước là cái ghe nó bê vô nè. Ổng ghe dữ lắm rồi kìa. Bởi vì các bạn thiếu thấy cái sự thiếu quan sát mà qua đây một cái là nó phải nói là nó đây cái tầm nhìn bên đây nó đã hẹp hết nữa xong rồi, xà lan đằng kia tôi bóp kèn mà. Đó. Không có ổng dở chứ, thật sự luôn á. Lấy sát vô đó luôn kìa. Anh xà lan thì ổn rồi nha, an toàn rồi đó. Nó thì đi theo anh em đi thì theo cái hướng ghe đó nha, sát biên đó cho nó chắc nhất. Cái hướng ở trên kia đổ xuống là nguy hiểm nhất nha, còn cái hướng mà Hà Tiên gạch giá Hà Tiên thì là tạm được, cứ canh tới đây chạy đá cái mũi lên trên cao xíu trừ hao là được rồi. Để nè, tới các bạn thấy không, đi tới đây đít nó gớt xuống đây liền. Ghe đó không dở đi chứ, em thở lặn về lên ăn cơm rồi các bạn. Rồi các bạn nhớ đón xem video chiều nay tiếp theo nữa nha, mình sẽ gửi liên tục thông tin khi nào mà đến khi chiếc ghe xi măng này lên thì thôi. Đó, thì mấy anh trong kia đang quay máy chuẩn bị lặn xuống đây nè. Bây giờ thì mấy ảnh đang còn lặn học ở bên dưới các bạn.